viên của Phêrô trong cái việc kéo lưới. Trước khi kéo lưới thì chúng ta là một mắt lưới, một mắt lưới. Nên trong những ngày truyền thông này, chúng ta đã trao cho nhau những giá trị. Có thể nó chưa hoàn thiện, nhưng mà với ơn Chúa, từ từ chúng ta sẽ được hoàn thiện. Con ước mong tất cả chúng ta làm sao chúng ta không dừng lại ở cái mình biết, mà có thể buông ra để cái mình biết trở thành giá trị cho người khác. Và lúc đó, trong một thời gian không xa, giáo phận của chúng ta không chỉ có một vài nhóm sắc tộc tin vào Đức Kitô là Chúa, mà tất cả mọi người sắc tộc tại vùng Tây Nguyên này sẽ có cơ hội cùng với chúng ta ngợi khen Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô là Chúa của họ. Còn cảm ơn Đức Cha cho con được cơ hội đến với giáo phận trong dịp này. Cảm ơn hai cha Sơn đã đồng hành và tổ chức. Cảm ơn quý cha ở Naza, quý anh Fisher, quý anh chị em đã cùng chia sẻ vui buồn trong ba ngày qua. Một lần nữa con xin cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì như chương trình đã đề cập thì Đức Cha sẽ bắt đầu chia sẻ vấn đề mà ngài ưu tư cho giáo phận, đặc biệt lĩnh vực truyền thông cho hiện tại của giáo phận và những dự phóng của ngài về tương lai cho truyền thông. Con mời Đức Cha. Chưa hết là mình cảm ơn cha thầy, cảm ơn chữ chị em, cảm ơn tất cả các cha anh chị em đến tham dự. Cái khóa đầu tiên thì của cha thầy giúp chúng tôi một mặt, còn cha thầy đâu có phải xa lạ gì, cho nên ngài sẽ vẫn tiếp tục trở lại để giúp chúng ta hoàn thiện thêm nữa. Có mấy điều sau đây, nhất là chúng ta nói thêm nữa cái vai trò quan trọng tính thời đại của vấn đề truyền thông. Bởi vì một trong cái đau khổ nhất là chúng ta bị lừa thì đã là thảm thương, chúng ta sẽ đồng lõa lừa người khác nữa, đồng lõa với những người bị lừa người khác nữa thì còn thảm hại hơn nữa. Và đấy là người ta cần có quyền được sống trong sự thật. Bởi sự thật mới giải phóng con người, sự thật mới có cho con người được thoải mái, tự do, bình thường, hạnh phúc. Điều quan trọng thứ hai tôi muốn nói là đào tạo nhân sự và tính đi đời. Hay đúng hơn cái phần thứ nhất thì truyền thông thì tôi cũng nói thêm một chút là cái phối hợp, thì cái đó là sau này các cha sẽ bàn nhau. Cái lúc chúng ta phải phối hợp với nhau là sang cái phần thứ hai này, lúc đào tạo nhân sự và liên đới với nhau, phối hợp với nhau, hợp đồng với nhau, làm việc tập thể với nhau. Thì vấn đề đào tạo nhân sự thì hôm nay chúng ta đang và các cha cũng thấy là chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn nữa cái phần đào tạo này. Không phải đào tạo là chính mình kiện toàn hóa cái nghề của mình và giúp đỡ nhau và đào tạo nhau thêm, và không những thêm cái phần chuyên môn của mình mà thêm nhân sự. Thì đây là một trong những vấn đề mà ban truyền thông để ý tới. Rồi điểm thứ ba thì tôi muốn nói với các cha là anh em là hãy đi tiếp, hãy tiếp tục, mà chúng ta đừng quên làm dưới tác động của Chúa chúng ta. Và cuối cùng thì tôi nói cái điều này, tôi nghĩ tới nhà chiến lược chiến thuật của ông Trung Nguyễn Huệ. Ông có cái kiểu đánh mạnh, đánh nhanh và rút cũng nhanh. Thì đây tôi muốn gì trình bày với anh em là bằng cái từ là nhanh, nhẹ, sát và tin mừng. Bốn cái đặc tính. Nhanh có nghĩa là truyền thông phải bắt nhanh cái tin tức, để muộn là mất cái tính
phải làm ngay, rồi nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ có từng bước một, và chúng ta không hoàn thiện ngay. Nhẹ là như này, vẫn vài tấm ảnh một chút. Rồi, có thể ta không khai triển được thì người khác sẽ khai triển. Nó phải nhẹ, rồi phải sát. Nói khơi khơi thì được, sát được thực tế. Và đồng thời, chúng ta vẫn ở trong cái chiều hướng của Loan Báo Kinh Mừng. Tức là tôi thấy cái khẩu hiệu của Đức Cha mới, Caritas in Veritate, phải sự thật, phải sát. Nhưng cách chúng ta là luôn luôn bác ái yêu thương. Chúng ta không nhục mạ ai, nhưng mà chúng ta nói sự thật. Và theo tôi là nói, mình dùng cái từ nó nhẹ nhàng, nó thật, nhưng mà phải để cái lối thoát cho người ta. Thế thì bây giờ có thể anh em sẽ hỏi con, ông nói như vậy ngon vậy, ông có thể giúp tôi được những chúng tôi được cái gì không? Thì theo người đời đã nói là nay tôi hết quân rồi, tôi về hưu rồi, lấy hai bàn tay trắng. Đấy là nói theo người đời. Còn nói theo tinh thần trách nhiệm cùng một chi thể với nhau thì tôi vẫn còn tiếp tục giúp đỡ anh chị em, tôi đứng sau anh chị em bằng mọi giá, theo sự khôn ngoan nhất có thể, theo những điều kiện cụ thể nhất có thể, tôi sẽ cùng với anh chị em đẩy mạnh cái chương trình này để phục vụ tin mừng của Chúa, phục vụ giáo hội, phục vụ quê hương đất nước. Xin cảm ơn. Xin Chúa rất nhân từ, ngay từ giây phút đầu đời cha mẹ chúng con đã bế chúng con đến trước cửa nhà thờ, vì chủ tế là hỏi cha mẹ chúng con xin gì cùng hội thánh. Cha mẹ chúng con đã thưa xin đức tin, mà chính Chúa Giêsu đã nói ai tin vào ta thì sẽ có sự sống đời. Và chính Chúa Giêsu cũng đã định nghĩa sự sống đời đời là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật. Chính Cha đã sai Đức Kitô đến trần gian làm người ở giữa chúng con. Và Đức Kitô đó đã truyền các môn đệ và sai đi tiếp. Các môn đệ lại tiếp tục sai mỗi người chúng con. Hôm nay với tư cách giám mục từ trong giáo phận, chúng con cũng muốn nhắc lại và truyền đạt lệnh truyền này cho anh chị em chúng con có mặt đây. Chúng con nguyện danh Đức Kitô Chúa chúng con. Khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi là báo tin mừng. Chúa cùng anh chị em và cùng cha chúc tụng danh Chúa từ bây giờ.